cắm sạc điện thoại tại nhà, nữ sinh bị điện giật không qua khỏi, nguyên nhân lại đến từ chiếc vòng tay. Trưa ngày 14 tháng 11, bà Lô Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An xác nhận vụ việc một học sinh trên địa bàn xã không may bị điện giật tử vong khi cắm sạc điện thoại. Vào khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 11, trong lúc cắm sạc điện thoại, chiếc vòng bạc đeo ở cổ tay của em LTAJ, sinh năm 2007, trú bản Hùi Mát, xã Lạng Khê, học sinh lớp 11, vô tình lọt vào ổ cắm điện khiến em bị điện giật. Thời điểm này chỉ có người em của Dê ở nhà nhưng không biết chị bị điện giật. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi người nhà phát hiện đưa em Dê đi cấp cứu thì em đã không qua khỏi. Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện chính quyền địa phương và trường học đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Sau đây là những việc bạn cần phải làm nếu gặp phải người bị điện giật. Bình tĩnh, không hốt hoảng, không tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân khi chưa đảm bảo cách điện an toàn. Nhanh chóng tách nguồn điện ra khỏi nạn nhân bằng cách ngắt điện, cúp cầu dao, dùng dụng cụ cách điện như cây khô, đồ nhựa, mũ, tách nguồn điện ra khỏi nạn nhân. Chuyển nạn nhân đến nơi khô ráo, thoáng khí, an toàn. Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để được theo dõi và xử trí kịp thời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.